Có người đã từng hỏi tôi rằng tại sao tôi còn trẻ mà lại thích đi chùa, tin theo Phật Pháp. Tôi trả lời, để suy nghĩ và làm cho đúng hơn, mai sau đỡ phải hối hận về những sai lầm của mình đã làm lúc còn trẻ. Có người đã từng hỏi tôi rằng đi chùa cúng dường để cầu lộc cho mình à? Tôi trả lời, không phải cầu lộc cho mình, mà để phụ giúp Tam Bảo có thêm phương tiện để bảo vệ Phật Pháp, duy trì Phật Pháp, từ đó đem đến hạnh phúc cho tất cả chúng sinh. Có người hỏi tôi rằng, theo Phật Pháp rồi vậy có tin vào khoa học kỹ thuật không? Tôi trả lời, khoa học kỹ thuật là thành quả lao động tuyệt vời của loài người, theo Phật Pháp để được tăng trưởng đạo đức, trí tuệ, để có sáng tạo trong khoa học kỹ thuật, và biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào những điều có ích cho nhân loại. Nhưng nhiều khi phải dùng đến năng lực tâm linh Phật Pháp mới có thể giải quyết được vấn đề. Có người hỏi tôi rằng, tôi có mê tín không? Tôi trả lời, tôi không mê tín vì tôi tin vào luật nhân quả. Dù tôi biết rằng có các hiện tượng tâm linh như bùa, chú, ngải, lên đồng, ngoại cảm và bói toán, nhưng tôi không mê lầm vào những điều đó. Có người hỏi tôi rằng, từ khi tôi theo Phật Pháp đến giờ, tôi đã được điều gì cho mình chưa? Tôi trả lời, tôi có được đạo đức, trí tuệ khi suy xét việc đúng sai hơn, tôi có được luật nhân quả để giải quyết được mọi vấn đề trong cuộc sống. Tôi có ý chí và niềm tin vào chánh pháp để bước đi trong cuộc đời, tôi có được tình yêu thương đối với mọi người. Có người từng hỏi tôi rằng, vậy còn điều gì tôi chưa có? Tôi trả lời, tôi còn phải tu tập và thực hành rất nhiều để đạo đức thêm tăng trưởng, để tiến đến sự vô ngã để trong tôi không còn có từ tôi, để tích lũy thêm công đức, để bảo vệ Phật Pháp, để được xứng đáng là một Phật tử với đầy đủ ý nghĩa của nó. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hiền Diệp cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video Hiền Diệp chia sẻ. Để xem nhiều thông tin mới hãy nhấn vào like, follow, đăng ký kênh để xem nhiều video hữu ích nhé.